vẫn về mẹ nhớ mùa sâu cái buồn. Con chờ xe lửa kéo còi ra ga đón mẹ lấy bùi ăn chơi. Nhưng hỡi ơi người mẹ được con căng dằn đã chết trong chuyến xe lửa khứ khi bàn tay đẫm máu tươi còn nắm chặt sâu hồn. Người mẹ ấy là Trương Thị Nhậm ở huyện Lái Thiêu làng An Thành chở đồ gốm đi bán chợ Hoàng Ngọc Ninh băng chén bán tô cho người nghèo tư xứ mỗi ngày một chuyến lời chi đồ ăn nuôi chồng ốm đau đang cơn thất nghiệp vì con chắc chiêu tình mạnh cùng tâm áo. Ngày 8 tháng 5 năm 1960 sau khi bán xong đồ người mẹ vội vã đắp xe về nhớ lời con dặn mẹ mua sẵn mấy sâu rồi nhìn cái gùi vàng ân chỉ dành khẽ nói người ta giàu mua cam tàu xá lễ hồng cô nhà mình nghèo mua trái rừng mới hay trái đơn sơ như đầu cha đời mẹ ngon hơn cái bình bát nổi sung dương vô cùng khi thấy con đón mẹ trước nhà ga. Còi báo tin xe vừa chuyển bánh chỉ nhành cầm mấy sâu vùi dồi giả bước lên thang chỉ một bước mẹ đã về tổ ấm được gặp con nhưng có ngờ đâu vì quá thức khuya về sớm tận táo ngược xuôi lo cho chồng con quên ngắn nhìn mỏi rũ rượi cả hai chân bước sau cùng giới giới nên kề nghiêng nhằm té trên đường đầy khi xe vừa bánh trời ơi bánh xe lăn giữa đường xây bánh xe nghiền nát qua thân máu đó tươi thân nghèo. Chiều hôm ấy nỗi chân rời cô đứa con thơ chờ mẹ trước nhà ga trời lấy thiệu mây. Oh, love.
tiếng còi tàu ghé trăm. Thấy người cùng chuyến xuống xe nhưng không thấy mẹ, đứa con thơ vội hỏi má cháu đâu, má cháu đâu. Thầy người cùng kiến liền ôm xiết đứa cháu mồ côi nhưng nói chẳng nên lời. Mà cháu đầy hãy cầm lấy chiếc sâu mùi, không thấy mẹ về đứa con khóc mưa. Mà cháu đâu sao không về một chuyến xe, cầm sâu bụi cha không cầm được nước mắt. Mẹ chết rồi con đừng khóc nữa con ơi, hãy cùng cha tìm cơm hết thịt xương của mẹ, cha mẹ con sẽ ở gần bên cha con mình trong ấm mồ sao hè. Bao chiều tàu lại tàu qua, khói tàu vỡ dần xót xa tiếng còi. Khi nhìn khói biển mây trời, ngỡ vợ cũ về nơi chân tìm. Gà trong nuôi con, gà thì tâm trí đau thầm. Đi chợ Sài Gòn mua trái hồng trái vàng, con đòi trái vui cha càng nhớ đến mẹ con. Trái rừng quê mà tình sâu nghĩa nặng, vợ chồng nghèo tình chia sẻ nỗi lòng đông. Mãn tan vợ đi có người mai mối, thắp hương trước bồ mẹ cha nói dân tây rừng. Trong giấc ngủ chập chờn cha thấy mẹ con cầm sâu ngồi số bên cửa đến bên con. Đặt sâu gùi lên bàn tay con đang ngủ, dặn dò cha nhớ đắp mền cho con đi đời trời gió lập đông. Có mối duyên sao lửa ngực hầu, nhưng mẹ trẻ con chồng khó lắm mình ơi. Bỗng tiếng còi tàu đêm làm tan giấc mộng, cha vội chạy đến bàn thờ dâng cao ngọn đèn trứng dịch. Giọt lệ nhỏ nhắm thì đầu cha cùng giữa bàn thờ. Ngài dỗ mẹ con hãy vui cùng mẹ, cha nuôi con ngày một lớn con. Càng nghe